Để sử dụng điện tiết kiệm trong mùa nắng nóng, một trong những giải pháp đang được triển khai hiệu quả đó là ngành điện phối hợp với các doanh nghiệp hiện điều chỉnh phụ tải, đẩy mạnh sản xuất vào khung giờ thấp điểm nhằm tránh quá tải và tiết kiệm chi phí. Phản ánh của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Phú Thọ. Trung bình mỗi tháng, doanh nghiệp này chi khoảng 300 triệu tiền điện do có nhiều máy móc sử dụng động cơ công suất lớn. Để tiết kiệm điện, doanh nghiệp đã bố trí người lao động làm việc vào những giờ thấp điểm từ 22 giờ đêm đến 6 giờ sáng, cũng như thực hiện nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm giảm bớt hao phí điện năng. Chúng tôi cũng động viên công nhân cố gắng hoàn thành về cái tiết kiệm. Còn ban ngày thì chúng tôi để dùng cái ánh sáng thiên nhiên để chúng tôi để còn sản xuất. Dây chuyền sản xuất gạch ốp lát của công ty này tiêu thụ từ 5 đến 6 triệu kWh mỗi tháng, tương đương với từ 11 đến 12 tỷ đồng tiền điện. Theo bảng giá điện mới, nếu sản xuất vào giờ thấp điểm, sẽ tiết giảm được 2.038 đồng trên kWh. Vì vậy, việc sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả là một trong những vấn đề quan trọng được doanh nghiệp này quan tâm thực hiện. Trong những khung giờ cao điểm, công ty cũng tranh thủ là bảo dưỡng máy móc, những cái thiết bị cần bảo dưỡng. Chương trình điều chỉnh phụ tải điện được ngành điện lực khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, người dân thực hiện để hỗ trợ ngành điện tiết giảm sử dụng điện tối đa trong các giờ cao điểm. Đến nay, tại Phú Thọ đã có hơn 226 khách hàng đồng ý ký thỏa thuận tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện với tổng công suất tiết giảm là khoảng 32.000 kWh một ngày. Qua cái kiểm tra và kiểm soát, ngoài việc là sản xuất tại từ nhà xưởng của khách hàng cũng như trên cái phần mềm quản lý đo xa thì xác định được là khách hàng đã thực sự là chung tay cùng điện lực và tiết kiệm tiết giảm cái phụ tải vào cái khung giờ cao điểm. Việt Nam đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu điện mùa nắng nóng. Vì vậy, giải pháp tối ưu nhất hiện nay là các doanh nghiệp, người dân phải có phương án sử dụng điện hợp lý tiết kiệm, đưa việc tiết kiệm điện trở thành thói quen thường xuyên của mỗi người mỗi nhà.